Trong đợt dịch thứ tư đang bùng phát ở Dĩ An, cùng đồng hành với ngành y tế, lực lượng vũ trang thành phố đã tham gia có hiệu quả và trở thành lực lượng quan trọng trên tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch. Những tháng gần đây, lực lượng vũ trang thành phố Dĩ An đã huy động 100% quân số để cùng địa phương phòng chống dịch. Tuy nhiên, dịch ngày càng diễn biến phức tạp, đòi hỏi phải tăng cường lực lượng để vừa đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, vừa hỗ trợ công tác an sinh xã hội cho người dân. Và hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ công an, bộ đội đã được tỉnh điều về tăng cường cho thành phố Dĩ An. Hiện nay là ở thành phố sẽ thực hiện cái chốt chặn, những cái chốt cứng để cho sử dụng các cái nguồn lực lượng này để tăng cường kiểm tra ở các khu dân cư, để đảm bảo cho cái việc mà ở ngoài chặt mà trong cũng chặt. Tránh như trước đây hay nói là ở ngoài thì chặt, ở trong thì lỏng. Hiện nay thì sẽ tăng cường lực lượng này, sử dụng lực lượng này, kể cả thành phố là huy động cái lực lượng của cán bộ công chức của các cái cơ quan đó là tăng cường cho các phường. Lực lượng vũ trang tăng cường được điều về thành phố Dĩ An đã được phân bổ điều về 6 trên 7 phường để hỗ trợ cho các địa phương. Đồng thời đã tham gia trực tiếp vào công tác phòng chống dịch như trực chốt, đảm bảo an ninh trật tự vòng trong và vòng ngoài khu vực cách ly, điều trị và xét nghiệm. Bên cạnh đó là hỗ trợ hậu cần, phân phát lương thực thực phẩm, tham gia cùng với lực lượng y tế vận chuyển oxy cho các khu điều trị cách ly. Đồng thời phối hợp với các lực lượng của địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát việc thực hiện chỉ thị số 16, đặc biệt tại 4 phường thực hiện việc khóa chặt 24 trên 24 giờ. Các phương tiện mà người dân mà ra ngoài không có rõ lý do chính đáng thì một số trường hợp thì theo quy định thì chỉ được ra ngoài thôi, chứ còn tất cả trường hợp lại thì không có lý do thì chúng tôi xử lý nghiêm. Thì cụ thể là trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã lập biên bản và xử lý rất là nhiều trường hợp vi phạm. Lực lượng vũ trang địa phương, đặc biệt là lực lượng vũ trang được tăng cường, đang có những đóng góp quan trọng trong công tác phòng chống dịch, góp phần cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh.